Chào các bác nhé, hôm nay có mấy con máy hút bụi của Ojito. Cái một của nó là cái này là 20 lít. Công suất của nó là 1250W, 20 lít. Và cái này cũng là 1250W. Là cái này nhưng mà nó có 12 lít thôi. Còn mấy con hàng trong thùng. Có cái GOB phun thùng 1500W, giá cái công 1500W mà cái bình của nó là 30 lít. Cái bụi 12 lít này phun thùng giá là 1,2 triệu. Còn Ojito trong thùng phụ kiện, phun phụ kiện thì nó là 1,5 triệu. Các bác có nhu cầu thì mình cứ vui lòng liên hệ số điện thoại cửa hàng 0922 400 500. Và tới đây em xin chào và hẹn gặp lại. Và hôm nay em giới thiệu cái máy cưa trượt của Ojito, cái cưa trượt 210 của Ojito nha. 210. Cái này em thanh lý cho các bác về sử dụng, giá chắc nó cũng rẻ thôi. Em sẽ thanh lý giá rẻ cho các bác về mình sử dụng. Cái này để nó hôm qua nó trời nó mưa cho nên mà hôm nay nó nên men màu vàng vàng ở đây. Máy móc thì tất cả là bao các bác là ok hết. Trong này thì nó có cái hai cái bạc đạn, hai cái ổ bi đũa, nên là kể cả thằng này nó có xét gì hoặc nó bị chảy xước gì nó cũng không ảnh hưởng gì hết, vẫn nó đẩy qua đẩy lại vẫn nhẹ nhàng. Cái này hôm qua cái thanh nó vẫn còn sáng sủa lắm, nhưng hôm qua mưa nó hắt vào cái nó, hôm nay nó lên men màu vàng luôn. Như này thì mình lấy AZV7 thì mình vuốt là nó hết. Cái lưỡi của nó cũng thế, hôm qua nó bình thường mà nó có cái nước vào cái là nó lên men luôn. Thì thanh lý luôn giá rẻ cho các bác, nó dụ các bác nào đến tự lấy em sẽ giảm xuống còn 1,3 triệu thôi, 1,3 triệu. Còn các bác nào ở tỉnh thì 1,5 triệu em bao ship, 1,5 triệu em bao ship. Còn không thì 1,3 triệu các bác trả tiền ship. Thì bác nào có nhu cầu về cái máy này thì vui lòng liên hệ. Thì cái nó nghiêng được hai bên. Hôm nay cái này thì em bán 1,5 triệu bao ship luôn, 1,5 triệu bao ship cho các bác. Các bác nào tới lấy khỏi bao thì em sẽ giảm luôn 200.000 cho các bác. Cái này nó chỉ còn có 1-2 cây thôi chứ nó không có đâu. Các bác lấy thì tranh thủ lấy nhá. Thì còn đây là cái máy cưa góc không trượt, cũng lưỡi 210, cái này nó chỉ nghiêng được một bên thôi, giá giảm xuống còn 1,000.000. Nó có cái chặn gỗ này, túi bụi này,
Xe này thì nó gần như là đủ phụ kiện. Nhưng mà nó không có thùng thôi. Thì các bác nào lấy thì hôm nay em giảm xuống còn lại 1 triệu đồng cho cái máy cắt góc lưỡi 2 tấc mốt của Ojito. Cái này nó nhỏ gọn, cái này các bác mà chuyên về phào chỉ ấy, hay là mấy cái nhỏ gọn thì mình mua cái máy này mình cắt, mình đi công trình nó dễ, nó nhỏ, nó dễ vận chuyển. Khi là mấy cái nó bị bể vỡ cái này thì em thanh lý thì giá nó còn 800 thôi, còn cái này thì nói chung là đủ phụ kiện. Cái này có túi bụi, có này kẹp mà gỗ ở đây là có này. Cắt xoay bàn được 45 độ này. Mình bao nhiêu độ thì mình xoáy cái này. Mình xoáy cho nó nóng ra rồi thì mình xoay thôi. Này thì nó nghiêng được nó nghiêng được 45 độ. Nghiêng được 45 độ. Cái giá của nó là có 1 triệu thôi. Hôm nay em giảm xuống 1 triệu để cho các bác sử dụng. Nó quá rẻ luôn các bác nhé. Cực rẻ luôn. Nó đầy đủ lưỡi có này. Chúng là nó không có thiếu cái gì cả. Tình trạng máy thì nó cũng mới khoảng tầm 90-95%. Chứ nó không phải là cũ lắm. Đây, các bác xem những cái nước sơn còn chưa sử dụng. Đây là cái thông số của nó này. Cái mã của nó là SCMS1621. Điện 230-240. Cái vòng quay của nó là 5.000 vòng trên phút. Công suất của nó là 1.600W. Cốt lưỡi là 16mm. Đây là sản xuất 2019. Cái này thì các bác nào biết cái thương hiệu ấy, thì mình mới mua được. Còn các bác, tại vì em nói qua là cái này nó có ghi là Made in China này các bác nhé. Đó. Nhưng mà cái hàng này là hàng của Úc sản xuất thì vẫn là China sản xuất. Nó giống như mấy cái thương hiệu iPhone này, như hay mấy cái hãng điện tử gì đó, nó em chỉ nói qua vậy thôi, còn bác nào mình phải biết nhá. Cái đây là cái mã check-in của nó đây. Còn đây là cái các bác phải đọc được cái chữ các bác gì nhỉ? Cái mã của nó là CMS này. Các bác có thể lấy cái mã của nó này mình tra lên Google ấy, thì để vào cái trang nước ngoài thì mình mới biết được cái này hàng của ai. SCMS1621 là Ojito. SCMS1621. Đó là vào mấy cái trang của Amazon, eBay hay là mấy cái trang nó nhiều trang lắm. Chuyện bên nước ngoài thì nó nhiều. Hàng còn đúng cái thương hiệu Ojito là cái thương hiệu của Úc. Úc thì nó không có đặt nhà máy ở nước nó mà nó thuê đất công nghiệp của bên Trung Quốc, nó đặt nhà máy bên đó, lấy cái giá thành công nhân nó rẻ. Nó như là cái Samsung của Việt Nam mình thế thôi. Cái thường là mấy cái Samsung thì toàn ghi Made in Việt Nam. Thì đấy là Samsung nó đầu tư, nó thuê đất công nghiệp của mình thôi. Cái giá nó có 1 triệu đồng. Quá rẻ cho một cái máy cưa trượt Ojito. Cắt nghiêng 45 độ. Xoay bàn 45 độ. Nghiêng 45 độ. Thì các bác có nhu cầu thì mình
vui lòng liên hệ số điện thoại cửa hàng 0922 400500.